Xin chào các bạn, chúng ta đang đứng trước một tác phẩm có tên gọi là Vũ Giáng Kỳ Sơn. Vâng, một cây hoa giấy ạ. Một cây hoa giấy rất là kỳ lạ. Rất là kỳ lạ ở một cái điểm là như này. Đây, hiện tại mình đang quay tổng thể. Cái chậu này thì thực tế nó là 1m4 đến 1m5 đấy. 1m đến 1m5. Và chiều ngang cỡ khoảng độ tầm 80 phân, 7 đến 80 phân. Chiều cao từ đế lên, từ viên đá lên trên tới ngọn, cỡ khoảng độ 1m2. Vâng, đây là một cây đại. Cái đặc điểm của cái cây hoa giấy này lại là như thế này. Đây, mình đang tiến sát vào gốc đây. Các bạn nhìn thấy tay mình chỉ không ạ? Vâng, đó là cái gốc của cây ạ. Cái gốc của cây. Đây, mình quay sát này. Cái gốc của cây. Cái cây này thì là nghệ nhân người ta lộn ngược cái cây lên. Lộn ngược cái gốc lên và dòng toàn bộ từ trên xuống dưới. Đây, các bạn nhìn này. Nó mọc một cách tự nhiên như thế này. Đây, mình chỉ vào sát đây. Không biết các bạn có nhìn rõ không? Vâng, họ cắt đây và họ lộn ngược gốc. Cái điều đặc biệt của cái cây hoa giấy là họ cho toàn bộ cái rễ này, bạn nhìn cái rễ này, họ vắt ngược xuống này, vắt ngược xuống để lấy dinh dưỡng, từ dưới gốc lên. Vâng, đây là cái đặc điểm kỳ lạ của cái cây hoa giấy này. Vâng, nghệ nhân là chủ nhân của cây này là nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng ạ. Vâng, cảm ơn nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng rất nhiều. Có một tác phẩm thực sự độc đáo, vô cùng độc đáo luôn. Chúng ta bắt đầu đi vào dòng tay nhé. Cực kỳ uốn lượn, cực kỳ làm cẩn thận. Tuổi thì mình không thể đoán được rồi, mình không đoán được. Đây, bạn nhìn này, các vết nhôm nghệ nhân Tiến Dũng đã cắt rồi. Đấy, bỏ, thì vì nó định vị được rồi. Đây, nó hằn rồi này. Và tiếp tục dòng xuống. Đây, điểm này dần bẻ gập quá này. Các bạn nhìn kỹ không ạ? Bị gãy. Nhưng mà gãy không sao, nó sẽ liền sẹo thôi. Đó, bị gãy. Và đây, bẻ gấp khúc tiếp là bị gãy. Khác với phía trong thì đây là cắt giật. Điểm cắt giật đây. Vâng, 1, 2, 3, 4, 5 điểm luôn. Nhưng mà phía ngoài này thì gần như là bẻ gãy này. Vuông góc này, tiếp tục bẻ gãy này. Dòng xuống. Tương tự như các tán tay dưới, các bạn nhìn này. Tương tự các tán tay dưới, họ vừa cắt giật, vừa dòng. Đây, cái điểm bẻ đây. Nó sẽ liền sẹo thôi. Không sao hết, nó sẽ liền sẹo thôi. Và đây, điểm bẻ gãy đây. Gãy nhưng mà vẫn còn cái lớp da thì nó tiếp tục phát triển thôi. Đây là điểm cuối cùng của cây. Cây làm rất kỳ công. Và đây, toàn bộ là phía mặt sau của cây, các bạn nhìn rõ này. Bạn thấy nhìn cái gốc của họ lộn ngược không? Vâng, họ lộn ngược. Một cây làm rất cẩn thận, rất kỳ công. Được ghép trên một viên đá, bằng một viên đá liền khối. Nghệ nhân Nguyễn Tiến Dũng đây, tận dụng các hang hốc của các cái khu đá này, bắt đầu mình lồng các cành và các rễ để lấy dinh dưỡng chạy lên cây. Một cây hoa giấy tuyệt đẹp, vừa đẹp lại vừa lạ nữa, rất đẹp. Cái cây này khi nó bung hoa lên thì cực đẹp luôn, thành một khối. Chúng ta sẽ đứng xa nhìn toàn cảnh của cây nhé. Vâng, và đây là toàn cảnh của cây. Một cây hoa giấy thật tuyệt vời.
Thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.